Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của hai bộ mẹ con. Thì trước mắt của chú anh chị và các bạn là có hai con bò mẹ, hai bộ mẹ con đây. Thì hai con mẹ này thì mang thai lại rồi, nghe cô chú anh chị và các bạn. Mẹ này mang thai là lứa thứ hai, đẻ một con rồi. Mang thai là lứa hai, đang con nó đang tình trạng khoảng tầm 6 tháng mấy bò. Đây, một con nữa này. Con bên đây thì 7 tháng mấy rồi. Ở đây thì cặp này thì bây giờ chốt giá cho anh chị, nếu mà anh chị mua hai bò con thì chốt giá 26 triệu ha. Còn bò mẹ thì con này chữa 6 tháng, bao chữa 6 tháng. Con này chốt giá cho anh chị giá 24 triệu. Con này thì sanh được đang mang thai là đang mang thai lứa thứ ba ha anh chị ha. Đó, bò cái con nè. Liền bò mẹ đây. Thì nếu mà ai mua bò con thì có giá 13 triệu. Còn bò mẹ thì có giá là 24 triệu nha anh chị nha, bao chữa 6 tháng nha. Tình trạng ngoại hình thì rất là đầy đặn. Chữa con mái nè. Và kế bên đây cũng vậy luôn. Con này nếu mà tách ra thì có giá 25 triệu nha anh chị. Bao chữa 3 tháng. 25 triệu. Chân móng nè. Còn con bò con tách ra có giá 13 triệu ha. Anh chị cô chú nào ở gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ em. Ở đây thì bò tình trạng chân móng đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì nha. Đảm bảo nghiêm chỉnh khi mà giao đến thì sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Dàn rúng yếm rồi nè. Lạt phạt không? Chân móng hoàn thiện. Không áp xe, không xuống xuống ruột gì hết. Màu lông da thì màu đặc trưng của dòng bò bu lai xin. Màu đỏ bánh mì khét ha. Dậu yếm rất là đẹp luôn. Đây. Bà con cô bác anh chị em nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em nha. Rất là tốt. Cặp này đang bán 26 triệu, mỗi con 13 triệu, anh chị có thể lựa từng con ha. Mua một con cũng bán mà hai con cũng bán nha. Còn con này chốt giá cho anh chị giá là 24 triệu nè, bao chữa 6 tháng nha. Ngoại hình, tình trạng chân móng nè. Dạng thùng hết, biết dạng thùng không? Đó. Rúng thì đầy đủ, chân móng thì là móng sò đây. Chân móng sò ha, cấp mình. Ngoại hình 24 triệu thôi. Bao chữa 6 tháng nha anh chị. Mang bò này thì nói chung là xương sườn ngang. Mang bò này đẻ con mát sữa dữ dằn, thấy bò con đó không? Nè, mát sữa dữ lắm. Con có giá là 13 triệu, còn mẹ có giá là 24 triệu, bao chữa 6 tháng nha cô chú anh chị các bạn. Rút nè. Chân móng nè. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Cô chú anh chị và các bạn nào ở gần xa có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ em nha. Đi. Giỡn trẩn vậy không biết nè. Bò mẹ bên đây thì nói chung là về ngoại hình nói chung là tương đối khá đẹp. Rúng nè, yếm nè. Sái tích rất là ok. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ ủng hộ giùm em nha. Bao chữa nha. Tình trạng bao chữa. Qua nè. Rất là to. Xương chậu thì rộng. Cặp này chốt giá 26 triệu hai con. Con 13 triệu anh chị muốn mua một con cũng được ha. Sái tích nghiêm chỉnh. Chân móng đi đứng hoàn thiện. Hai bò cái con. Chiều cao của hai con bò này thì nói chung là khoảng tầm 1m2 bò đó. Để đo cho anh chị xem nè. Khoảng tầm 1m2 bò. Một mét mười mười sáu cho anh chị các bạn, hai con ha, cỡ nha, chiều cao 1m16. Đây, chốt giá cặp này 26 triệu nè, mỗi con 13 triệu ha. Còn bò mẹ tơ này thì ôm mà mẹ đẻ một lứa này thì nếu mà tách ra thì bò mẹ này nó bao chữa 3 tháng. Con này có giá 25 triệu anh chị. Chân móng rất là đẹp. Ngoại hình thì tốt ha. Đàn yếm nè, rúng nè. Đây. Còn bò mẹ lần đây thì có giá là 24 triệu bao chữa 6 tháng. Về ngoại hình thì đảm bảo nghiêm chỉnh, khi mà giao đến sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Còn hai bò chữa này thì là tình trạng là sẽ bao lòi lú hí trong vòng 3 tháng. Anh chị mua về nếu có hiện tượng lòi lú hí tử cung
thì bên chủ nhà xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ nha cô chú anh chị và các bạn nha. Bò này cũng khi mà giao đến thì mình cũng được kiểm tra tính thanh toán ha. Rồi trong vòng 3 ngày đầu tiên mình phải nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám và thông báo cho em biết là bò này có thai hay không. Nếu mà không có thai thì bên em xin nhận lại hoàn tiền đầy đủ cho chú anh chị và các bạn nè. Rồi thì bây giờ em xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp.